Thời tiết nắng nóng nhà thì có mỗi cây quạt, mà bắt nó chạy hết công suất, đến nỗi cánh quạt rơi rụng là tả, bay luôn vào tô mì đang ăn. Hết chịu nổi cảnh tăng ca nhưng mà không tăng lương, cây quạt quyết định vứt cánh ra đi, cứ thế ba chân từ từ lếch ra cửa, cây quạt kiểu, chứ ở lại mấy người bảo tôi quá ai mà chịu nổi.